Chào tất cả các bạn, các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda AB đời cuối 2009, phun xăng điện tử FI lên Honda AB Thái nha các bạn. Đó, xe này là cái xe 2009 lên Honda AB Thái, còn khá là liền làng, sạch sẽ, máy móc thì rất là êm. Mua về là việc đi liền nha các bạn, không chỉnh sửa gì. Máy của nó rất là ngon, bền lắm các bạn. Xe này có hệ thống phun xăng điện tử rồi, đi nó cũng lại xăng. Em này mang biển số 59S108811. Và với chiếc xe Honda AB lên AB 209 lên Honda AB Thái này thì mình không muốn bán với giá là 19 triệu nha các bạn. 19 triệu rồi. Em xin cảm ơn.